Xin chào tất cả các bạn. Tôi tên là Shinsuke của nhóm Double Wish. Hôm nay chúng tôi đi du lịch bằng xe buýt. Các bạn nhớ chương trình này không? Chúng tôi nhắm đến trăm dương cuối cùng, nhưng mà có hai loại chơi. Đầu tiên là chúng tôi lắc xì ngầu thắm, nên chúng tôi có thể di chuyển số 800 dương. Và phải làm thứ chủ đề, ví dụ là bằng phải tìm ra nhà hàng ngon. Và nếu chúng tôi có thể tìm ra nhà hàng ngon thì thành công rồi. Chúng tôi đi đến xe buýt này ra. Xe buýt số 2 đầu tiên là lắc xì ngầu. Số 5. Ok, đi. Năm ngàn. Rẻ hơn. Số 1 là 6 ngàn. Xe buýt này cũ nè, rẻ hơn. Shizuke đoán như vậy. Chuyến số 2 là đi chuyến xe đến bến xe miền Tây. Chắc phải xóm trăm dùm trăm chân chuyển trang đường hầm gì. Ô số này rất không đau. Shizuke xuống nhá. Đến rồi. Trong nhân này mới đến đẹp rồi. Chúng tôi xóm trong nhân rồi. Trong nhân này gần cho bên tăng. Yeah. Chúng tôi làm thứ chưa đẻ. Bạn phải tìm bánh mì ngon. Đi. Shizuke đi đằng kia. Tại sao? Đằng kia có gì? Có cái gì? Có bánh mì ngon. Gần cho bên tao. Shizuke đoán như vậy. Vì có rất nhiều người ở đây nên chắc chắn có bánh mì ngon. Việt Nam đang phát triển đang xe điện. Bây giờ đang làm xe điện. Trung tâm thương mại là Takashimaya. Takashimaya là trung tâm thương mại nổi tiếng ở Nhật Bản. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam cũng có trung tâm thương mại Takashimaya. Việt Nam đang phát triển nè. Tiệm bánh mì. Ủa, tự sắc dài. Ở đây không có bánh mì. Đây là tiệm nổi tiếng xôi gà ngon và rẻ. Và một cái 20 ngàn. Rất ngon. Cà phê nè, quán cà phê. Ồ, cà phê có bánh mì. Nhưng mà ngon phải không? Và chắc chắn mắc. Shizuke
không biết chèm bánh mì ngon. Nè, chị sẽ nghe hỏi thứ người Việt Nam. Oh! Bây giờ nó
cay không? Không. Không cay. Dạ. Ngon lắm. Cắt đôi nha. Rồi. Bánh mì này ngon thì shisuke thăng con rồi nè. Như thịt và rau chả cũng ngon. Bánh này mềm nên dễ ăn bánh mì. Ngon. Ok, quay lại cảm ơn nha. Ok rồi, lắc mèo. Số 10. Trăm dòng tiếp theo là trăm dòng cao tăng. Ok, cho xe buýt. Xe buýt số 2 đến rồi. Instagram, Insta by Spot. Let's get GPS out. Yeah.